chôn thằng Thành chưa? Cô là ai? Tao là mày á, mày chôn thằng bồ mày chưa? Tôi đang trang điểm mày đi chơi với nó mà. Mày quên rồi hả? Ngày hôm qua mày phát hiện thằng bồ mày nhắn tin với con Quyên. Nó ngoại tình, xong chính mày đã bỏ cyanua vào nước uống. Đợi tới lúc nó ngừng thở, mày tháo hết tất cả các khớp ở trên người nó ra. Không, tao không có làm như vậy. Tao yêu anh Thành lắm. Ừ thì đúng rồi, mày yêu nên mày mới làm như vậy. Còn không yêu là mày bỏ được nó rồi. Tao không tin. Đi vô toilet đi.